Nói trước khi giải lao thì bây giờ thầy giáo xin phép sẽ được trình bày với quý thầy cô sang cái nội dung tiếp theo. Đây, đúng không chẳng. Ok. Và thầy xin được trình bày với thầy cô sang cái nội dung tiếp theo là cấu trúc bài học trong sách. Trước khi trình bày cái phần cấu trúc bài học thì thầy xin được hỏi lại một lần nữa là trong lúc giải lao thì quý thầy cô có còn thêm cái câu hỏi gì liên quan đến hai cái nội dung mà chúng ta đã trình bày với nhau, một là quan điểm biên soạn sách, hai là cấu trúc và nội dung của sách công nghệ 7. Xin mời thầy cô tiếp tục có cái câu hỏi hoặc là cái thảo luận thêm nếu như chúng ta mong muốn. Xin mời thầy cô ạ. Nếu mà tạm thời quý thầy cô chưa có thêm cái băn khoăn thắc mắc gì thì thầy giới xin được trình bày tiếp sang cái nội dung tiếp theo, đó là cấu trúc bài học trong sách công nghệ 7. Thì thưa quý thầy cô, là thầy giới vừa trình bày với quý thầy cô về cái cấu trúc và nội dung của sách, và thầy cô cũng đã có cái phản hồi là yên tâm với những cái cấu trúc và nội dung được trình bày ở trong sách. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày tiếp đến là khi chúng ta đã yên tâm về nội dung như vậy rồi, mạch nội dung như vậy rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nội dung đó trong quá trình tổ chức dạy học như thế nào, trong cái quá trình biên soạn kế hoạch bài dạy như thế nào cho nó hiệu quả. Thì cái phần cấu trúc bài học, thầy giới sẽ gợi ý với quý thầy cô cái việc sử dụng từng phần ở trong mỗi bài học, trong các hoạt động dạy học cụ thể ở trên lớp, cũng như là cụ thể hóa nó vào cái kế hoạch bài dạy của quý thầy cô. Sau đây xin phép được trình bày với quý thầy cô sang cái nội dung thứ ba là nội dung cấu trúc của bài học. Thì thưa quý thầy cô, là sách giáo khoa công nghệ 7 thì được trình bày với cái nội dung rất là đa dạng và phong phú. Tuy nhiên mỗi một bài học thì để thuận lợi cho quý thầy cô sử dụng tổ chức dạy học cũng như là xây dựng kế hoạch bài dạy, thì mỗi bài học trong sách giáo khoa công nghệ 7 được các tác giả thiết kế gồm 3 cái phần như các thầy cô đang nhìn thấy ở trên slide. Đó là phần dẫn nhập, là phần học liệu và phần hoạt động. Trong đó thì phần dẫn nhập được trình bày một cách tách biệt, kể cả về mặt ý tưởng và về mặt thể hiện ở trong sách. Riêng hai phần học liệu và phần hoạt động thì được trình bày hòa quyện vào nhau để thuận lợi cho quý thầy cô trong quá trình tổ chức dạy học, thuận lợi cho các em học sinh trong vấn đề tự học với sách. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ không nhìn thấy sự tách biệt giữa hai cái phần này ở trong sách giáo khoa. Sau đây thầy giới xin được trình bày chi tiết vào từng phần. Phần thứ nhất xin trình bày với quý thầy cô là phần dẫn nhập. Trước khi trình bày cái phần dẫn nhập thì thầy giới xin hỏi cho quý thầy cô, để quý thầy cô tương tác với thầy giới, là trong quá trình dạy học hiện nay ở trên lớp quý thầy cô đang thực hiện, hoạt động đầu tiên mà quý thầy cô thực hiện trong mỗi bài học là gì? Thầy cô có thể tương tác bằng cách là gửi lên cái hộp chat giúp thầy giới là cái tên hoạt động đầu tiên mà quý thầy cô đang thực hiện trong mỗi bài dạy. Dạ vâng ạ, có thầy cô đã có hai thầy cô đã tương tác nhắn lên là hoạt động khởi động. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy cô. Dạ vâng ạ, dạ. Vâng, các thầy cô khác thì sao ạ? Chắc là cũng đồng tình đúng không ạ? Thầy cô nói rằng là khởi động để gây hứng thú và dẫn dắt vào chủ đề bài học. Đúng rồi ạ, dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý thầy cô. Đúng rồi ạ. Như vậy thì hầu hết các thầy cô, và có thể nói là tất cả đấy, đúng không? Các thầy cô đang thực hiện cái tiến trình một cái bài dạy của chúng ta, đó là bắt đầu với hoạt động khởi động. Thế và theo cái tinh thần của 5 5 1 2, chắc quý thầy cô cũng đang thực hiện cái tinh thần 5 5 1 2, thì cái hoạt động khởi động này với cái mục đích là tạo tâm thế cho các em học sinh bước vào bài học mới. Thế cái từ tâm thế này là đôi khi cũng có thể làm khó khăn cho quý thầy cô, đúng không? Và xưa nay quý thầy cô tổ chức nhưng mà cũng đang đôi đôi chỗ, đôi bài vẫn cảm thấy có cái gì đó nó còn lấn cấn, và cũng không chắc chắn là mình tổ chức như vậy nó đã thực sự hiệu quả chưa, đã đáp ứng được yêu cầu của cái hoạt động khởi động này hay chưa. Thì thưa quý thầy cô, bây giờ quý thầy cô đã có một cái công cụ để quý thầy cô tổ chức và quý thầy cô yên tâm hơn, đó chính là cái phần dẫn nhập ở trong mỗi bài học. Nói như vậy có nghĩa là cái phần dẫn nhập này được biên soạn, các tác giả biên soạn trong mỗi bài học để phục vụ cho quý thầy cô tổ chức cái hoạt động khởi động cho các em học sinh. Và bây giờ tổ chức như thế nào thì xin được trình bày cụ thể như sau. Như quý thầy cô đang nhìn thấy ở trên màn hình thì trong mỗi một bài đều có cái phần dẫn nhập được viết tách rời và nó được cấu thành bởi ba cái bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là mục tiêu của bài học được truyền tải từ yêu cầu cần đạt của chương trình. Thưa quý thầy cô, thông qua cái mục tiêu này thì học sinh và thầy cô sẽ biết được là cái nhiệm vụ của bài học này chúng ta phải đạt đến là gì, hay nói cái khác là kết thúc bài học này thì cái sản phẩm chúng ta phải thu được đó là cái gì. Thì thưa thầy cô, là một số thầy cô có thể băn khoăn là liệu cái truyền tải giữa cái chương trình với cái mục tiêu bài học ở trong công nghệ 7 của thế giới thì có đảm bảo không. Thì thế giới với cái tư cách là tác giả với chủ biên thì cũng thưa thầy cô là chắc là nó đảm bảo thầy cô ạ, là vì thế giới là người biên soạn chương trình cho nên cái việc hiểu chương trình thì chắc là sẽ hiểu đúng và truyền tải sang thì chắc cũng sẽ đúng. Bên cạnh đó thì sách đã được hội đồng thẩm định cái việc là truyền tải giữa yêu cầu cần đạt với mục tiêu bài học, vì vậy thầy cô có thể yên tâm. Cái thành phần thứ hai cấu thành lên cái phần dẫn nhập đó chính là cái câu hỏi dẫn nhập mà thầy cô được nhìn thấy bằng cái biểu tượng dấu chấm hỏi đó. Ở trong này thì có nhiều câu hỏi khác nhau, tuy nhiên á, thì thế giới chia nó thành hai nhóm, và cái câu hỏi dẫn nhập á, thì thế giới khuyên thầy cô là thầy cô có thể sử dụng câu hỏi dẫn nhập của thế giới hoặc là sử dụng câu hỏi mà thầy cô tự nghĩ ra và cho rằng là phù hợp hơn để khởi động, miễn là thầy cô bám sát hộ thế giới hai cái tư tưởng này. Trong câu hỏi khởi động phải gồm hai nhóm, nhóm thứ nhất thế giới tạm gọi là câu hỏi tạo sự tự tin, và nhóm thứ hai gọi là câu hỏi tạo sự tò mò. Vâng, thưa thầy cô, thế nào là câu hỏi tạo sự tự tin? Đó là những câu hỏi liên quan đến nội dung của bài học mà thầy cô cho rằng là khi hỏi các em học sinh có thể trả lời được, vì thứ nhất là có thể các em đã học ở những cái môn học khác liên quan, các em đã được học ở những cái môn học dưới ở cái lớp học trước, hoặc các em đã có trong quá trình thực hiện những hoạt động trồng trọt ở gia đình hay là hoạt động chăn nuôi ở gia đình, mà ta hay dùng một cái từ chung chung đó là thông qua kinh nghiệm sống. Và tại sao lại gọi những câu hỏi này là câu hỏi tạo sự tự tin, là vì khi thầy cô đặt ra mà học sinh trả lời được thì học sinh sẽ cảm thấy là cái bài học nó trở nên quen thuộc và các em sẽ tự tin. Tự tin vì khi chuẩn bị học một bài học mới mà lại học vào cái vùng kiến thức nó thân thuộc, nó quen thuộc với chúng ta, nó quen thuộc với các em, thì đương nhiên các em sẽ tự tin hơn, đúng không thầy cô? Nếu mà học một cái nó rất là mới, không biết là chúng ta có tiếp cận được hay không, đó, rồi nó có phù hợp với cái tư duy của chúng ta hay không, thì chúng ta cảm thấy lúc đầu cảm thấy bao giờ cũng có sự lo lắng. Nhưng mà nếu cái kiến thức đấy nó lại nằm trong cái vùng mà nó quen thuộc thì đương nhiên ta sẽ tự tin hơn. Cái nhóm câu hỏi thứ hai là nhóm câu hỏi tạo sự tò mò. Thì đây là những câu hỏi mà thầy cô nên nhắm vào cái kiến thức nào liên quan đến nội dung bài học Mà thầy mà cô thầy cho cô cho rằng là rằng là mới, mới, thật thật mới, là mới, nhưng nó nhưng nó phải hấp hấp dẫn dẫn thầy thầy cô. cô. Nếu không Nếu hấp không dẫn hấp dẫn á á thì thì không sẽ không tò tò mò. mò đâu. Mới Mới để để làm gì? không Mới để các em trả không lời trả được, lời được, hoặc là hoặc trả là lời trả được lời được nhưng mà nhưng mà không chắc, không tự không tự tin, tin, không hoàn không thiện, hoàn thiện. và hấp Và dẫn hấp dẫn là để là các em để các tò em mò. tò mò. Khi Khi có một có một câu hỏi nó được đặt ra,
mà với cái nội dung hướng dẫn các em nhưng các em lại chưa biết thì chắc chắn các em sẽ rất mong muốn để được biết và mong muốn để biết, đó chính là sự tò mò. Và bên cạnh đó thì có cái phần thứ ba, đó là phần hình ảnh nhẫn nhập như thầy cô đang nhìn thấy ở trên hình. Thì cái phần hình ảnh nhẫn nhập này chính là cái phần hỗ trợ cho cái câu hỏi tò mò. Thưa quý thầy cô, là vì một câu hỏi mà tạo sự tò mò thì chắc chắn sẽ không mạnh bằng một hình ảnh mà tạo sự tò mò. Vì vậy cho nên ở đây thầy giáo thế giới khuyến cáo thầy cô, khuyến khích thầy cô có thể dùng hình ảnh, có thể dùng video, thậm chí là có thể dùng diễn kịch vân vân, để làm thế nào mà các em vừa tự tin vừa tò mò muốn tìm hiểu cái nội dung ở trong bài học mới, thì cái hoạt động khởi động của chúng ta sẽ thành công. Như vậy chúng ta đã tạo được tâm thế cho các em học sinh bằng cách là tạo cho các em sự tự tin và cái sự tò mò mong muốn tìm hiểu bài học mới. Để như vậy rõ ràng là chúng ta đã thành công trong cái việc tạo tâm thế, và tâm thế là như vậy để thành công. Để lấy ví dụ cái tranh mà thầy cô đang nhìn thấy, các học sinh sẽ nhìn vào sẽ hỏi nhau là cái tranh cái máy bay này đang làm gì, thầy cô thì chắc chắn là không em nào biết chắc chắn nó đang làm gì cả. Mỗi em sẽ có một ý kiến, tức là hỏi ai là người lái cái máy bay này. Thì thưa thầy cô, đây là cái máy bay không người lái. Thì cũng sẽ rất nhiều ý kiến nói rằng là ai lái, không lái, điều khiển từ xa, vân vân và vân vân. Thế thì khi mà nó tò mò như vậy, nó nhìn cái này thì đương nhiên là nó khá muốn khám phá được, thầy cô nhỉ. Thì chúng ta sẽ dẫn dắt bài học nó rất là nhẹ nhàng, và hoạt động khởi động của chúng ta nó sẽ đi vào và được khơi gợi được cái sự ham học của học sinh, và như vậy chúng ta sẽ thành công trong cái vấn đề tổ chức hoạt động khởi động. Đó là cái phần thứ nhất của tổ chức bài học, phần chấp nhận. Sang đến phần thứ hai của tổ chức bài học thì thưa thầy cô, cái vật liệu này ta gọi nôm na đó là cái nội dung chính của bài này, thì có các nội dung của bài. Thì thưa thầy cô, là nội dung của mỗi bài trong sách bài 7 thì được trình bày bám sát cái yêu cầu cần đạt, và đặc biệt là quan tâm đến cái sự hấp dẫn, cái sự thiết thực đối với học sinh lớp 7. Và để làm được việc đó thì có ba cái tư tưởng trong về vấn đề lựa chọn và thể hiện nội dung của sách công nghệ 7 xin được báo cáo với thầy cô thế này. Cái tư tưởng thứ nhất đó là các kiến thức phải được lựa chọn sao cho thực sự là nền tảng cốt lõi. Đó là những kiến thức mà cho rằng là với những em học sinh lớp 7 là cần phải biết, thưa thầy cô là như vậy. Ví dụ là muốn có rau thì phải trồng nó mới có độc để rau ăn. Thưa quý thầy cô, là nói ra thì thầy cô nhiều thầy cô cười, cái đấy sao phải dạy thầy. Thưa thầy cô, là ở nhà thì giới luôn luôn trêu, mỗi khi ví dụ như là có một cái đĩa trứng thì nói với các con là con ăn đi, trứng này là trứng gà, là trứng gà nuôi đấy, chứ không phải là rồi có cái mớ rau mà con ăn, thì rau này là rau xịn lắm đấy, rau trồng đấy. Thì thưa quý thầy cô, là nhiều em học sinh nó cũng không biết đâu, nó tưởng có cái quả thì nó nhìn thấy thì nó hỏi cái quả này lấy từ đâu, có phải do cái con gì nó đẻ ra hay không. Thì quý thầy cô, là câu chuyện đấy là câu chuyện rất là vui chứ nó có thật đó. Tương tự như vậy thì để có được cái con gà thì gà để ăn thì cần phải nuôi, ví dụ thế. Thì đấy mới là những cái kiến thức nền tảng cốt lõi mà mỗi học sinh rất khoát là phải biết, không thể không biết được. Tiếp đến, sau khi lựa chọn những kiến thức nền tảng cốt lõi như vậy rồi, những kiến thức đấy thực sự là rất nhẹ nhàng với các em học sinh, thì chúng ta ưu tiên đến những cái kiến thức mà nó gắn với thực tiễn, phù hợp với tâm sinh lý của các em. Thì cái này thưa thầy cô, là như thầy giới đã trình bày ở phần trước, các tác giả cũng đã cố gắng lựa chọn sao cho nó thật sự là phù hợp với học sinh lớp 7. Nhưng mà ở đây là hướng đến học sinh cả nước, cho nên trong một số trường hợp cũng có thể thầy cô sẽ thấy rằng nó chưa thực sự phù hợp với học sinh vùng miền của mình, thì thầy cô có thể lựa chọn cái học liệu khác để thay thế cho nó phù hợp hơn. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ nói thêm ở phần sau. Tiếp đến là cái tư tưởng về lựa chọn những cái nội dung mà nó thực sự là hấp dẫn, là thiết thực, là cập nhật, để làm cho cái môn tiếng Anh nó trở nên đẹp đẽ trong mắt các em học sinh, thưa thầy cô, để nó trở nên hiện đại, nó trở nên sang lên một tí, người ta phù hợp với nhau cho nó sang lên một tí. Là vì thực tế môn công nghệ thì rất sang này cô ạ, rất thiết thực,
Nhưng mà xưa nay người ta lại cứ không đồng, không công nhận nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nổi bật lên nữa, để cho người ta không công nhận cũng phải công nhận. Thì Thầy vừa kiểu đó là ba cái tư tưởng mà lựa chọn nội dung. Thế còn một cái tư tưởng thể hiện thì nội dung sẽ được thể hiện theo cái định hướng phát triển phẩm chất năng lực như cô vừa đã trình bày với thầy cô. Ưu tiên trong vấn đề là thể hiện hình ảnh, là thể hiện sơ đồ, tức là cũng là trả lời cho mục tiêu mà còn đạt, nhưng có thể thông qua hình ảnh để trả lời chứ không thông qua một đoạn văn. Là vì cái đoạn văn có thể sinh chất là chán, nhưng mà không như nghĩa thì em sẽ nhìn, em sẽ thích cái, hoặc là thông qua các sơ đồ cố gắng như vậy. Cái này liên quan đến vấn đề gì thì thầy cũng cố gắng cái điều đó, có gì thì thầy sẽ nói ở cái phần tổng kết. Ở bên cạnh cái nội dung mà như thầy giới và trình bày đó là những nội dung chính, thì có những cái nội dung mà vượt qua yêu cầu cần đạt thì có được trình bày ở trong sách không, thì thưa thầy cô về quy định là không được trình bày. Là vì thông tư 33 có nêu rõ là các nội dung được trình bày trong sách giáo khoa phải đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018, không được thấp hơn cũng không được cao hơn. Vậy thì những cái nội dung mà nó hấp dẫn học sinh, mà nó liên quan đến nội dung bài học nhưng lại vượt ra khỏi yêu cầu cần đạt thì làm sao mà tác giả trình bày được? Nếu không trình bày thì nó rất là tiếc thầy cô, nhưng nếu trình bày bảo thì lại vi phạm luật, vi phạm thông tư 33. Thì trong sách công nghệ 7 cũng sẽ kết nối thế giới và các thầy cô tác giả đã lách luật bằng cách là đưa thêm cái thông tin bổ sung, ta gọi là nội dung hỗ trợ dưới dạng cái hộp chức năng là thông tin bổ sung, để trình bày những cái nội dung hấp dẫn thiết thực với các em nhưng là vượt qua yêu cầu cần đạt. Và cái nội dung bổ sung này thì không nhất thiết tất cả các em học sinh đều phải học. Ở đây chỉ dành cho những em học sinh yêu thích nguồn công nghệ, những em học sinh khá giỏi khám phá thêm ngoài yêu cầu cần đạt ra, đó là cái kênh nội dung xin báo cáo với thầy cô như vậy. Và cụ thể cái việc lựa chọn nhẹ nhàng hướng dẫn như thế nào thì đã được minh họa về quý thầy cô ở cái phần thứ hai, đó là cái phần nội dung của sách, thì ở đây xin không được trình bày kỹ thế nữa. Và thầy giới xin được trình bày sang cái phần thứ ba là phần hoạt động. Thì như đã giới thiệu với thầy cô thì cái phần học liệu phần hoạt động này được lồng vào nhau, cho nên đến phần hoạt động thầy giới cũng sẽ tranh thủ nối lại thêm những cái phần học liệu nếu như cần thiết. Thưa thầy cô, là phần hoạt động thì được coi là một trong những cái điểm mới, điểm nhấn của sách giáo khoa công nghệ lần này, với cái cách thể hiện theo cái tư tưởng là sách phát triển phẩm chất và năng lực. Cũng đã không chạy nữa được không? Thưa thầy cô, là trong sách công nghệ bản thì có cái kênh hoạt động được thể hiện có 6 cái hộp chức năng, lần lượt là hộp chức năng khám phá, hộp chức năng luyện tập, hộp chức năng thực hành, hộp chức năng vận dụng, kết nối năng lực, kết nối nghề nghiệp. Ở mỗi một hộp chức năng này thì đều thể hiện cái nội dung của hộp chức năng, tức là nó ứng dụng học liệu và cái tư tưởng của tác giả trong mỗi hộp chức năng đó, tức là sử dụng nó như thế nào đối với cái kênh hoạt động. Thì thưa thầy cô là như vậy, đứng với cái tư tưởng của tác giả. Và sau đây thế giới sẽ được trình bày cụ thể với thầy cô từng cái hộp chức năng một, nó nhằm mục đích gì và thầy cô sẽ khai thác nó như thế nào trong quá trình dạy học. Chắc đây là cái điều mà thầy cô rất muốn nghe, đúng không ạ? Thầy giới xin thưa lại là thầy giới sẽ trình bày với thầy cô là khi thầy cô sử dụng cái sách công nghệ 7 thì thầy cô sẽ sử dụng mỗi cái hộp chức năng đấy để làm nhằm mục đích gì, và trong quá trình dạy học thì ta khai thác nó như thế nào. Và trước khi thầy giới trình bày thì thầy giới xin được hỏi thêm một câu, và đây là câu hỏi cuối cùng liên quan đến cái tiến trình dạy học của thầy cô. Thưa thầy cô, là sau hoạt động khởi động thì thầy cô sẽ tổ chức cái hoạt động gì tiếp theo cho các em học sinh ở mỗi một bài học? Thầy cô có thể gửi cho thầy giới thông tin lên một chat ạ. Vâng, thầy cô có thể gửi giúp thầy. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn quý thầy cô. Vâng ạ, rất nhiều thầy cô đã trình bày gửi cho thầy giới là các đây là thầy giới đang hỏi là cái thầy cô đang thực hiện ở trường đấy thầy cô nhé. Vâng, để rồi chốc nữa sau khi thầy giới trình bày xong thầy cô xem là thầy giới có hiểu thầy cô không, cái công trình bài học này nó có thuận lợi cho thầy cô tổ chức cái quá trình dạy học không, nó có kế thừa được cái kinh nghiệm mình đang dạy không. Vâng ạ, cảm ơn thầy cô, đúng rồi ạ. Như vậy là tất cả đều có chung một câu là hình thành kiến thức mới. Thì thưa thầy cô, xưa nay thầy cô tổ chức hình thành kiến thức mới như thế nào? Thôi, thầy đã không hỏi thầy cô nữa. Tuy nhiên bây giờ, nếu sử dụng sách công nghệ 7, sách kết nối, thầy giới sẽ gợi ý cho thầy cô một cái phương án
để tổ chức hình thành kiến thức mới cho các em học sinh. Đó là thầy cô hãy cho các em học sinh tham gia vào các hoạt động khám phá. Vì thưa thầy cô, trong cái hoạt động khám phá này thì đã gồm thứ nhất là một cái nhiệm vụ học tập. Ví dụ cái bài mà thầy cô đã nhìn thấy ở trên hình thì nhiệm vụ học tập được giao đó là các em hãy xác định các loại rừng phù hợp với mỗi ảnh trong hình 7.3 rồi hoàn thành theo mẫu bảng. Cái phần thứ hai là cái phần học liệu để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ học tập đó, thì cụ thể trong này đó là cái phần bảng và cái phần rừng, hình ảnh về rừng. Đấy, như vậy cái phần học liệu này có thể được trình bày dạng hình ảnh, có thể được trình bày dạng sơ đồ, cũng có thể được trình bày dạng một cái đoạn văn. Thì quý thầy cô là như vậy. Thì thông qua cái hoạt động khám phá này, học sinh sẽ hình thành được kiến thức mới phù hợp với yêu cầu đặt ra của bài học cũng như là của chương trình, nhưng với một cách mà có thể nó khác với cách xưa nay chúng ta vẫn làm. Có thể xưa nay chúng ta làm để cho học sinh hình thành kiến thức mới bằng cách thầy cô nêu các câu hỏi, học sinh trả lời, thầy cô đính chính, thầy cô chốt kiến thức cho học sinh ghi, thầy cô đọc cho học sinh chép, vân vân. Thì bây giờ kiến thức mới sẽ được các học sinh hình thành bằng cách thực hiện cái nhiệm vụ học tập đã được giao. Và giao ở đây thì các tác giả đã gợi ý cho thầy cô rồi, cho nên thầy cô thậm chí không cần soạn, cứ dùng cái lệnh này cũng được. Và thông qua thực hiện cái nhiệm vụ đó thì học sinh sẽ tự lĩnh hội được kiến thức mới. Ở đây thầy cô sẽ cân nhắc xem nếu kiến thức nó khó, chúng ta có thể giao cho các em làm việc nhóm để trong quá trình làm các em thảo luận với nhau nữa thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Tức là ở đây thì thầy muốn nói là tùy thuộc vào cái đánh giá năng lực của học sinh và mức độ khó của câu hỏi mà thầy cô có cái hình thức tổ chức dạy học nó phù hợp để làm thế nào để đảm bảo các em học sinh hoàn thành được nhiệm vụ. Và khi các em đã hoàn thành được nhiệm vụ đồng nghĩa với việc các em đã thu nhận được kiến thức mới một cách chủ động. Và với cách làm như vậy, các em học sinh sẽ chắc chắn hứng thú hơn, nhớ bài lâu hơn, hiểu bài kỹ hơn. Và từ quý thầy cô, không biết quý thầy cô có đồng tình với thầy giới như vậy không? Nhưng mà thầy giới chỉ nghĩ như vậy đấy thầy cô. Như vậy bây giờ chúng ta đã yên tâm có một cái công cụ để tổ chức hoạt động khám phá theo một cái phương thức đó là hình thành phẩm chất và năng lực cho các em học sinh. Và thưa quý thầy cô, bên cạnh cái việc là hoàn thành cái hoạt động hình thành kiến thức mới thì hộp chức năng khám phá trong sách công nghệ 7 còn có thêm nhiều chức năng khác, trong đó có một chức năng rất quan trọng nữa, đó là phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù của một công nghệ. Thế giới lấy ví dụ về cái bài này đi, cái hộp chức năng này đi, thì thông qua một cái nhiệm vụ học tập, học sinh sẽ phải giải quyết nó. Điều đó có nghĩa là học sinh đang giải quyết một vấn đề. Và xin thưa là cái việc giải quyết này đôi khi có thể các em học sinh giải quyết một cách sáng tạo hơn, một cách linh hoạt hơn so với những gì mà chúng ta mong muốn, những gì mà thầy cô trình bày. Thì rõ ràng như vậy là các em đang có sự sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và thưa thầy cô, giải quyết vấn đề và sáng tạo là một trong ba cái năng lực được tuyên ngôn trong chương trình giáo dục phổ thông công nghệ. Bởi như vậy, một công nghệ chúng ta có thể tự hào mà nói rằng dạy học một công nghệ sẽ đóng góp rất tích cực vào việc phát triển công nghệ nói chung, các được tuyên ngôn trong chương trình tổng thể mà có thể các môn khác không thể làm được. Thì cô nhớ lại với thế giới thì cô đã được tập huấn rồi. Trong chương trình tổng thể có ba cái năng lực mà một em sinh cần phải hình thành và phát triển trong 12 năm, đó là năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thế còn công nghệ chúng ta thì có nhớ không thầy cô? Đừng nói với thế giới là dạy môn công nghệ mà không nhớ năng lực công nghệ thầy cô nhé. Chúng ta có nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ, thiết kế kỹ thuật, đó là những cái năng lực đặc thù của một công nghệ. Và mỗi năng lực đó thì có những cái biểu hiện cụ thể ở từng cấp học được biểu hiện như thế nào thì đã được tuyên ngôn ở trong chương trình, và đó chính là cái cơ sở để thầy cô căn cứ xây dựng cái mục tiêu bài dạy và mục tiêu bài học. Vâng, thưa thầy cô, như vậy thì thế giới nói theo chiều xuôi, tức là hộp khám phá
Trong quá trình dạy học, thầy cô sử dụng nó để tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới cho các em học sinh. Sau khởi động, để hình thành kiến thức mới. Sau khi hình thành rồi, thì phải cho các em nhớ lâu. Chúng ta cần luyện tập, không thầy cô luyện tập thực hành. Vì vậy, những mục chức năng tiếp theo sẽ đến luyện tập và thực hành. Đây là những mục chức năng mà thầy cô đang thực hiện rất là quen thuộc. Trong chương trình mới cũng không có gì đặc biệt mới, chỉ có một vài lưu ý ở chương trình này để xin được nhấn mạnh với thầy cô. Về học chức năng luyện tập thì cũng giống như thầy cô đang làm, đó là việc các em học sinh sẽ trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các nhiệm vụ học tập liên quan đến nội dung bài học để giúp các em củng cố đào sâu hơn những cái kiến thức mới được hình thành. Ở đây chỉ có một điều lưu ý với thầy cô, đó là xưa nay chúng ta thông thường chúng ta hay quen một cái hình thức là sau mỗi bài học thì chúng ta thực hiện luyện tập. Thế nhưng mà trong cái chương trình mới này thì thế giới khuyên thầy cô, đó là cái việc luyện tập này không nhất thiết cứ phải đến cuối bài, mà sau mỗi một nội dung, nếu thầy cô thấy rằng em đã hoàn thiện được một đơn vị kiến thức thì chúng ta có thể cho các em luyện tập ngay để cái việc luyện tập nó được hiệu quả hơn. Là vì vừa học xong mà thầy cô, cho nên luyện tập luôn sẽ nhớ. Đặc biệt đối với những cái bài mà có 2-3 tiết chẳng hạn thầy cô, mà một tuần chúng ta bố trí có một tiết thôi. Hôm nay chúng ta học, rồi đến tuần sau thầy cô cho luyện tập thì không cẩn thận em quên hết mất rồi thầy cô. Cho nên chúng ta lại mất thời gian nói lại từ đầu. Chính vì thế cho nên thầy giới mình khuyên cho thầy cô là có những cái phần mà học xong mỗi một nội dung mà luyện tập được ngay thì thầy cô cho em luyện tập ngay để cho nó nâng cao hiệu quả của luyện tập. Đó. Tiếp đến là cái vấn đề thực hành thì thưa thầy cô là cũng giống như cái thực hành hiện tại thôi, là chủ yếu là củng cố các kiến thức và đặc biệt là để phát triển cái kỹ năng thao tác của các em học sinh. Vì khi thực hành thì em phải thao tác, cho nên cái kỹ năng thao tác chỉ được phát triển khi mà chúng ta cho các em học sinh thực hành. Chỉ có điều ở cái phần thực hành này thì các thầy cô cũng nhớ giúp cho thế giới, đó là chúng ta tổ chức như thế nào đó và thật cho nó gần gũi với các em học sinh, và đặc biệt là chú ý đến vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Cái này các thầy cô luôn luôn nhắc nhở các em giúp đó. Và thầy cô nhắc thế giới xin nhắc lại là vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn thầy cô nhé. Ở trong sách trình bày nuôi cá cảnh hay là nuôi con mèo cảnh, con chó cảnh, về nhà ở quê chúng ta không có cứ đi bắt các em học sinh làm cái việc đấy thì nó xa rời thực tế thầy cô. Và hãy cho em làm cái việc gì, thậm chí là thế giới có thể nói đùa là con dế con dế không phải là con trong gia đình, nhưng mà nhiều em thích con gà con thầy cô, con vịt con nó ôm ập mà rất là thích. Thế con bé thì con chó cảnh, con mèo cảnh, mà con động vật cảnh con thấy nuôi lại là con vịt, nó đi đến đâu là nó cứ theo mình đến đó, lắc nhạc này, mà thậm chí là tối mình cũng nhảy lên giường nhưng mà không cho nó ngủ cùng sợ nó bệnh ra đấy. Mà thế trở thành con là như vậy thì bây giờ cũng vậy, thì cô hay dạy cho học sinh những cái bài thực hành nó gần gũi như thế. Về cách tổ chức thì thầy giới xin gợi ý là không nhất thiết phải tổ chức ở phòng thí nghiệm, không nhất thiết phải tổ chức ở nhà trường, mà thầy cô cũng linh hoạt, miễn là chỗ nào thuận lợi thì thầy cô cho kèm đó. Và cái cách báo cáo là có thể chụp ảnh, có thể ghi hình lại và báo cáo, đây là cái hoạt động thực hành lưu ý của thầy cô là như vậy. Và tiếp đến định hoạt động vận dụng thì cái chỗ này thì đã được thông tư 5512 đã được gửi đến các thầy cô rồi. Tuy nhiên là khi đi tập huấn thì giới thấy là một số nơi cũng chưa thực hiện đúng định hoạt động vận dụng. Đặc biệt là bên chỗ hôm đó thầy giới có đi tập huấn và hỏi các thầy cô dạy toán sang dạy công nghệ, hỏi thế thì môn toán vận dụng thế nào, thì đó là vận dụng công thức để giải các bài tập khó. Thì thầy cô này không phải là vận dụng thầy cô. Đây không phải là vận dụng. Chúng ta hiểu là vận dụng là gì? Là tổng hợp các kiến thức và kỹ năng của một bài hoặc là nhiều bài để học sinh có thể giải quyết được một cái tình huống gặp phải trong thực tiễn cuộc sống. Ở đây có một bước hoặc là trong thực tiễn học tập, nhưng mà thực tiễn học tập thì chúng ta phải hiểu. Ở đây không phải là giải quyết một bài tập ở thầy cô nhé. Bài tập đó chính là phần luyện tập, đó chính là phần thực hành, sử dụng công thức, đó là luyện tập lại cái bài mà chúng ta vừa cho học sinh làm, để làm cái bài giống như thế, nhưng mà đổi một vài ý đi xem các con có làm không. Đó chính là luyện tập. Còn vận dụng ở đây là phải gắn với một cái hoạt động thực tiễn. Đi tập huấn rất nhiều thầy cô lo là em như thầy là học sinh lớp 7 nó nhỏ như thế, nhưng mà nó nhiều bài như vậy thì làm sao lấy đâu ra tình huống thực tiễn để các em học sinh làm. Thì chúng ta nhớ cái câu của Bác Hồ là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thầy cô vận dụng thế nào đó mà cho nó phù hợp với học sinh.
Thế cô cười của em thầy khó quá, thì thầy giới gợi ý thầy cuốn, thầy ghi tâm là trong tất cả các bài học của kệ bảy, thầy đã đưa tình huống vận dụng cho thầy cô rồi. Thì có điều nếu không thực hiện là nếu không thực sự phù hợp với địa phương, thầy cô modify nó đi thôi. Thầy lấy ví dụ thế này, thầy cô thấy có không? Ví dụ dạy xong cái bài về chăn nuôi, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, thì có cái phần vận dụng là yêu cầu học sinh về nhà quan sát hoạt động chăn nuôi ở gia đình và địa phương, tìm ra hoạt động chưa hợp lý để đề xuất biện pháp khắc phục nhằm bảo vệ môi trường. Thưa thầy cô, chính là cái ví dụ mà thầy giới nói với thầy cô. Xưa nay một đứa trẻ con nó đi học về, nó gặp cái bác hàng xóm dắt chó đi vệ sinh, nó vẫn cứ chào bác bình thường rồi về ăn cơm, cho rằng đấy là một cái việc làm rất bình thường, là vì cả xóm làm thế. Thầy cô vừa vậy thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái chuyện đấy có thể là có thật, thầy cô. Thế nhưng mà hôm nay học cái bài này vậy, thì nó gặp bác hàng xóm cho chó đi vệ sinh là nó chợt nghĩ ra ngay là cô giáo đang giao một cái nhiệm vụ vận dụng là về nhà tìm hiểu xem là trong chăn nuôi có cái hoạt động nào mà đang gây ô nhiễm môi trường, thì nó phát hiện ra ngay là đây là hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Thế là có là thầy cô. Thưa thầy cô, có học sinh không? Không thể có, đúng không ạ? Và hoàn toàn em học sinh có thể nói với bác hàng xóm là thưa bác là hôm nay cháu học môn công nghệ, thầy cô giáo cho dạy là cái việc mà bác đang làm cho chó đi vệ sinh như thế này là gây ô nhiễm, và cô giáo cô thầy cô cháu nói rằng là cần phải cho chó hay cho mèo đi vệ sinh đúng một nơi quy định, thì chúng ta đưa cái chất thải đấy ra đúng cái nơi mà để mà xử lý chất thải, thì nó mới bảo vệ được môi trường. Thì cái đấy có là như vậy. Thế thì rõ ràng là em cũng đề xuất được biện pháp rồi. Và cái việc đề xuất biện pháp này, thì cô đừng có yêu cầu là 3 biện pháp hay 5 biện pháp. Chúng ta hay có cái kiểu như thế, ra như thế để học sinh về nhà nó phải chịu khó chứ nó làm được mỗi biện pháp thì sao? Thì thưa thầy cô là chúng ta thì sẽ lại nói lại là đừng có gây áp lực cho học sinh. Mỗi cái nhiệm vụ chúng ta giao về nhà mà phải là tạo sự hứng thú. Và thế rồi đứa nào hứng thú một thì nó làm một. Có em nào mà hứng thú hai nó làm hai, có em hứng thú năm nó làm năm. Thầy cô mà giao á, thưa thầy cô là thầy cô sẽ làm nhiều em buồn hơn là nhiều em vui. Ví dụ thầy lấy ví dụ thầy cô yêu cầu là mỗi học sinh phải điền luôn được 2 cái hay là 3 cái đi. Thế là cái đứa nó tìm mãi có được 2 cái thì nó chán, nó đi ngủ nó cũng buồn lòng và ngày mai nó đến nó uể oải, trong khi nó đang rất là nỗ lực rồi, nhẽ là thầy cô phải cho nó vui, nó buồn vì sao nó buồn thầy cô? Vì thầy cô giao 3, nó tìm được 2, cảm thấy nó chưa hoàn thành nhiệm vụ, đúng thầy cô? Cái đứa tìm được 6 cũng buồn, ngày mai đến mình làm 6 cũng cho nhưng cô có mỗi 3 thì mình thừa 3 cái mình làm gì, vì cô yêu có 3 thôi mà, tức là nó hiểu 3 là perfect rồi. Thế thì thưa thầy cô là chúng ta đừng có đóng, chúng ta đừng có đóng thầy cô. Và một trong những cái dạy học phát triển của năng lực đó là chúng ta tạo ra những cái tình huống mở để rồi mỗi em học sinh phát huy tối đa cái năng lực của mình. Và nếu mà thầy cô tạo mở như vậy thì đứa nào vui, đứa đến nói một cái nó vui, nói cái sau cái nó vui, vì nói một cái nó vui thì có khen ngợi nó đã làm được một cái là vì năng lực của nó, sở trường của nó như vậy, và nó cảm thấy nó đã phát huy tối đa và được thầy cô ghi nhận nên là nó vui. Cái thứ sáu cái nó cũng cảm thấy nó phát huy năng lực, nó cũng được thầy cô ghi nhận nên là nó vui. Còn cái việc cho điểm là quyền thầy cô mà, đúng không thầy cô? Đó, cho đánh giá là quyền thầy cô, quyền chúng ta, nhưng mà chúng ta phải ghi nhận cái kết quả làm việc của học sinh, đó mới là cái đại học phát triển phẩm chất năng lực. Thì chúng ta nên áp dụng hình thức như vậy. Và quyền thầy cô đó là cái hoạt động thực hành, cả hoạt động vận dụng. Tương tự như vậy, cho nên thầy cô sẽ yên tâm là không khó, thầy cô nhé, không khó chúng ta làm được. Và hoạt động tiếp theo, cái hộp chức năng tiếp theo đó là hộp chức năng kết nối năng lực. Thì thưa thầy cô, xưa nay chúng ta vẫn đang nói từ sáng thầy cô, thế giới vẫn nói thầy cô, một trong những điểm mới của lần thay chương trình và sách lần này đó là chúng ta chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho các học sinh. Và tất cả các hộp chức năng mà chúng ta vừa trình bày đều hướng tới cái việc phát triển phẩm chất năng lực cho các học sinh. Bên cạnh đó, môn công nghệ chúng ta còn có cả một cái phần lộ ra để chúng ta nói với tất cả các môn học khác rằng môn công nghệ đang thực sự đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất năng lực. Đó là trong mỗi bài học chúng ta đều có cái hộp kết nối năng lực này. Và thì quý thầy cô, hộp kết nối năng lực này để thứ nhất là thể hiện cái sự đổi mới của môn công nghệ theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực. Thứ hai là chúng ta đi vào thực chất để rồi mỗi một cái hộp chức năng này thông qua việc thực hiện một cái học tập, chúng ta giúp học sinh hình thành và phát triển một cái phẩm chất, một cái năng lực nào đó được tuyên môn trong chương trình tổng thể hoặc trong chương trình công nghệ. Và thầy sẽ lấy ví dụ một cái hộp kết nối năng lực, ví dụ ở đây đó là thầy có yêu cầu học sinh sử dụng internet và sách báo để tìm hiểu cách sử dụng thuốc khoa học và nêu hậu quả của việc sử dụng thuốc khoa học không đúng cách.
Thì thưa thầy cô, việc sử dụng Internet ở đây là học sinh tự sử dụng. Tìm hiểu về cách sử dụng thuốc khoa học đúng cách cũng là học sinh tự tìm hiểu. Và như vậy thầy cô đang hình thành và phát triển cho các em học sinh cái năng lực tự học, một trong những năng lực quan trọng của chuyên môn trong trường học. Bên cạnh đó, thế giới lấy tình huống này để thầy cô thấy, khi giao nhiệm vụ này thì về nhà có em học sinh sẽ sử dụng Internet để miệt mài tìm hiểu về cách sử dụng thuốc khoa học đúng cách. Nhưng cũng có những em học sinh sẽ giao cái nhiệm vụ tập này ra: bố mẹ xưa nay cấm con dùng điện thoại, hôm nay bố mẹ phải giả cho con điện thoại để làm gì? Để con thực hiện nhiệm vụ của cô giáo con, thầy giáo con giao. Đây, bố mẹ xem đây, thầy giáo con, cô giáo con giao là phải sử dụng Internet để tìm hiểu. Bố mẹ không đưa điện thoại, có Internet sao con tìm hiểu được? Sau khi bố mẹ vừa đưa xong, cái chạy vào phòng đóng cửa lại, bật game lên chơi. Có em thì có miệt mài làm, nó thể hiện cái năng lực gì thầy cô? Năng lực tự chủ. Thưa thầy cô, năng lực tự chủ. Như vậy mỗi em học sinh sẽ biết tự chủ quản lý thời gian của mình cho cái việc học tập thế nào cho nó hợp lý. Thế thầy cô có thể nâng cao cái năng lực tự chủ cho những em chơi Internet được không? Có chứ thầy cô, hôm sau đến kiểm tra hỏi đâu, con tìm hiểu như nào, trang nào con chỉ thầy cô xem. Như vậy nó lòi ra. Nhưng mà thưa thầy cô là phải làm thế nào để học sinh cảm thấy nó là một sự nhẹ nhàng, và nó sẽ tâm sự với thầy cô là: thưa thầy cô là con chơi Internet, chơi game như thế. Thì thầy cô sẽ nói với học sinh những cái điều nào mà cho nó nghe được, nó cảm thấy là cái việc chơi game như vậy là ok, cứ chơi, nhưng mà không học là không nên. Đó. Tức là như vậy là các con học sinh chưa làm đúng cái trách nhiệm với bố mẹ, với thầy cô. Để rồi ngày hôm sau có thể nó sẽ vẫn chơi đi 30 phút, để rồi nó lại tham gia vào bài học 30 phút và cứ cải thiện như dần. Như vậy là cũng được của thầy cô. Và như vậy chúng ta đang giúp cho các con học sinh hình thành và phát triển cái năng lực tự chủ, tự quản lý thời gian của bản thân. Thưa thầy cô là như vậy. Ở đây có rất nhiều điều mà thầy cô có thể khai thác thêm, thì tôi sẽ nói một vài cái ví dụ để cô thấy được cái quan trọng nhất là thầy cô hiểu được tư tưởng của các tác giả lúc truyền tải qua một cuộc chức năng thôi, còn cái việc vận dụng cụ thể như thế nào là còn phải phụ thuộc vào thực tiễn của thầy, của nhà trường, thực tiễn của học sinh, và một cái thực tiễn nữa thì nhà trường thì sẽ nói. Và một chức năng cuối cùng là chức năng kết nối nghề nghiệp, thì thưa thầy cô lại cũng một điểm mới trong chương trình lần này, đó là chúng ta chia chương trình giáo dục phổ thông thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản là từ lớp 1 đến lớp 9, và giai đoạn định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12. Và vì vậy cho nên chúng ta nói rằng là phải hướng nghiệp cho các em học sinh từ rất sớm, để rồi các em học sinh có được cái thông tin về nghề nghiệp, có được cái kiến thức để lựa chọn về ngành nghề tương lai. Để rồi lên trung học phổ thông, các em biết lựa chọn cái khối học nào, cái môn học nào cho phù hợp với tương lai nghề nghiệp của em, hoặc là một số em không mong muốn học tiếp nữa, em sẽ sang học nghề để biết lựa chọn cái lĩnh vực nghề nghiệp nào phù hợp với bản thân. Thế thì thử hỏi, thầy cô cứ hỏi luôn môn toán, môn văn, các thầy cô đã giáo dục nghề nghiệp thế nào cho em học sinh nói cho một công nghệ nghe, còn nếu không thì một công nghệ nói cho, và nếu không nói được thì đừng có tự hào môn mình quan trọng nữa, đúng không ạ? Hãy đánh giá lại cái vị trí vai trò của công nghệ. Thưa thầy cô, đó là lý do vì sao chúng ta có cái hộp kết nối nghề nghiệp ở đây, và cái hộp kết nối nghề nghiệp này thì sẽ trình bày với các em học sinh một số cái thông tin về nghề liên quan đến cái môn học của chúng ta, thông tin về nghề liên quan đến trồng trọt, thông tin về nghề liên quan đến thú y, liên quan đến chăn nuôi, liên quan đến thủy sản, để rồi các em bước đầu có những cái thông tin. Bên cạnh đó thì còn có những cái tình huống để các em liên hệ bản thân với các ngành nghề, để bước đầu tập cho các em lựa chọn nghề thì phải căn cứ vào đâu, đúng không thầy cô? Căn cứ vào sở trường, căn cứ vào sự yêu thích của môn học, căn cứ vào tính cách để chúng ta tìm ra những cái ngành nghề phù hợp. Và như vậy các thầy cô đang trang bị cho các em những cái kiến thức về lựa chọn nghề, nó thể hiện cái sự đóng góp của môn công nghệ vào cái bài học chung của cái chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Và cái thì thưa quý thầy cô, đó là cái lý do vì sao nó lại có thêm cái hộp kết nối nghề nghiệp ở trong sách công nghệ 7. Và cái hộp kết nối nghề nghiệp này thì không phải tất cả các bài đều có, thầy cô, cái bài nào có cơ hội kết nối thì chúng ta mới kết nối được. Và đó là những cái thông tin cơ bản nhất về cấu trúc của bài học bây giờ đã trình bày với quý thầy cô. Xin được báo cáo tóm tắt lại là: thứ nhất là thầy cô phải sử dụng cái phần dẫn nhập để tổ chức hoạt động khởi động
sau đó sử dụng một chức năng khám phá để tổ chức hoạt động kích thích kiến thức mới. Sau đó thầy cô luyện tập thực hành vận dụng của các em học sinh thông qua luyện tập của thực hành vận dụng mà chúng ta đã làm. Và cuối cùng còn có thêm đó là chúng ta hình thành phát triển năng lực cho các em học sinh thông qua một kết nối năng lực và định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh thông qua cái hộp kết nối nghề nghiệp. Và với cách trình bày như vậy, với cách thể hiện trong sách như vậy thì thầy cô thấy rằng chúng ta chỉ cần cầm quyển sách, chưa cần có bài soạn, chúng ta cũng đã có thể thực hiện được cái bài dạy mà giống như chúng ta đang thực hiện hiện nay. Và thông qua phần trình bày của thầy đấy, chúng ta hy vọng rằng sẽ tạo cho thầy cô một sự yên tâm để chúng ta sử dụng sách, và không biết là có đạt được mục tiêu hay không. Và sau đây thì mong các thầy cô có những ý kiến comment, có những cái câu hỏi để thầy xem là phần trình bày của thầy đấy có đạt được mục tiêu là tạo sự yên tâm cho thầy cô hay không, để làm cho thầy cô hoang mang hơn. Và xin mời quý thầy cô ạ. Cần thầy thật là rằng trong một cơ sở kia năng lực và ý kiến tạo là chúng em hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn thầy. Rất đồng ý với thầy. Và cảm ơn thầy cô ạ. Trang Lê có hỏi rằng như vậy trong kế hoạch bài dạy chúng ta có nên lắp ghép và luyện tập vào phần hình thức kiến thức của thầy? Thưa thầy cô, là như thầy đấy vừa trình bày, tức là sau mỗi một tiết mục hình thành kiến thức, nếu thầy cô cảm thấy nó đã giải quyết được trọn vẹn một vấn đề và chúng ta cho luyện tập, chúng ta có thể cho luyện tập ngay. Thế còn cái phần này thì nó vẫn phải là một hoạt động tách biệt cho thầy cô hình thành kiến thức, là chúng ta cho học sinh thực hiện được, chúng ta khám phá. Sau khi khám phá xong thì chúng ta mới thực hiện đến cái hoạt động luyện tập, tức là đầu tiên các em phải có kiến thức đã mới luyện tập được thầy cô. Vì vậy cho nên phần luyện tập là phải sau cái phần hình thành kiến thức. Và cảm ơn thầy cô học mà câu yên tâm đấy là giúp thầy yên tâm đấy ạ. Cảm ơn thầy cô ạ. Và cái trách nhiệm mà giới thiệu để thầy cô sử dụng sách tập quần đó chính là trách nhiệm của tác giả của cô ạ. À, thầy chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Vâng, xin mời các thầy cô ạ. Thầy cô có những cái băn khoăn gì thì mời các thầy cô trao đổi ạ. Vâng. Mời thầy cô có thể trả lời giúp thầy cô thế giới cái ý này không ạ? Còn thầy cô cho cái ý kiến của mình về vấn đề này giúp ạ? Thầy giới sẽ trả lời cho thầy cô. Thầy giới sẽ nêu quan điểm của thầy giới ạ. Vâng, thưa thầy cô là thế này ạ. Về vấn đề chốt kiến thức thì thầy giới không nói rằng là các thầy cô không được chốt, mà thầy không nói rằng thầy cô không được chốt, là vì thưa thầy cô là ví dụ như là lúc trước có một thầy cô nào có hỏi và thầy giới hiểu rằng là trong cái buổi tập huấn hôm nay thì có những thầy cô đang dạy ở cái vùng mà rất là sâu xa, động viên được học sinh đến học đã khó rồi, vì vậy như là cái việc mà tổ chức hoạt động thời thức dạy học tích cực có thể phải là lựa chọn một vài bài thôi, chứ không phải tất cả các bài đều có thể làm được. Tóm lại là thầy giới luôn luôn nói cái câu này thầy cô này, đó là phải tùy vào tình hình thực tiễn. Nếu mà thầy cô cứ nói rằng là tổ chức thời thức dạy học tích cực nó hay hơn so với học truyền thống, mà chúng ta tổ chức nhưng mà học sinh chúng ta không tham gia được, và cuối cùng là cái câu của chúng ta là cái các con bằng không thì cũng không có giá trị gì cả, cứ tổ chức cho nó yên tâm của thầy cô thôi thì không có giá trị gì cả. Mà cái cuối cùng chúng ta phải quan tâm đó là cái thu được của học sinh nó như thế nào. Cho nên chúng ta phải vận dụng đối với các trường thành phố thì cũng có thể 100% bài dạy theo hình thức là tổ chức dạy học theo cái tinh thần là tích cực, có thể áp dụng các hình thức như là khăn trải bàn để cả rồi làm vân vân. Nhưng mà đối với học sinh ở những cái vùng sâu vùng xa, chúng ta có thể phải tiếp cận nó, nhưng mà phải thật là từ từ, phải lựa chọn cái bài nào mà chúng ta cảm thấy khi tổ chức học sinh nó hào hứng, ví dụ như thế, chúng ta phải có những cái cách đó. Cho nên cái câu chuyện mà các thầy cô chốt kiến thức hay không thì thầy cũng không nói là nên hay là không, bắt buộc là có hay không, nhưng mà thầy cô khi mà chốt thì chúng ta phải quan tâm đến cái câu chuyện này. Thứ nhất, nếu nhiệm vụ học tập
của chúng ta kết thúc được cái nhiệm vụ học tập mà giảm vào một tập là một cái phiếu học tập, mà sau khi các em học sinh hoàn thành cái mục khám phá, các em đã có một cái phiếu học tập rồi, tất cả các em đã trao đổi và thông suốt rồi, thì cái việc chúng ta chốt lại, các thầy cô sẽ định chốt cái gì? Nếu có thể chốt lại những cái nội dung mà các em đã lĩnh hội được rồi, thì có vẻ nó sẽ trở nên nhàm chán và nó làm cho các em học sinh mất hứng thú với thầy cô. Đấy là cái ý thứ nhất, có thể cũng phải cân nhắc cái chuyện này. Ý thứ hai, nếu chúng ta chốt kiến thức thì phải chăng chúng ta đang trọng tâm với các em học sinh, nói với học sinh rằng là đây là cái thứ quan trọng nhất của bài học và học xong cái bài này các em phải có được. Thế thì chúng ta lại quên mất một cái nhiệm vụ quan trọng khác, đó là chúng ta phải hình thành phát triển các phẩm chất và năng lực cho các em học sinh. Thưa quý thầy cô là như vậy. Vì thế quý thầy cô phải cân nhắc trong cái chuyện này để rồi không bị nhầm lẫn giữa cái câu chuyện là chúng ta đang cố gắng nỗ lực tổ chức các hoạt động để hình thành phát triển phẩm chất năng lực, nhưng đến cuối bài thì chúng ta lại khu trú vào bên cạnh các kiến thức. Thưa quý thầy cô, cái điều đó là cái điều mà chúng ta cố gắng, là nếu thầy cô chốt thì chúng ta phải tránh cái chuyện đó. Chúng ta hãy chốt kiến thức trên cái tinh thần đó là các yêu cầu cần đạt của bài ở cái dạng mở. Thưa quý thầy cô, thêm một tí, nếu chúng ta chốt kiến thức dù là thầy cô cho rằng nó trọng tâm bằng mấy, nhưng nếu chúng ta chốt kiến thức ở dạng bóng như thầy nói vừa nói với thầy cô lúc trước, một cái ví dụ minh họa, hoặc là ở đây có cái bài đầu tiên ta nói luôn là cái bài vai trò của chúng chọn đi, thầy cô định chốt mấy vai trò, nếu thầy cô chốt, thầy cô chốt 4 vai trò chẳng hạn, thì những em học sinh mà chỉ tiếp cận được 3 vai trò, các em sẽ rất là lo lắng là vì mình không tiếp cận được vai trò thứ tư. Nhưng có những em, thưa thầy cô, là em có thể phát huy được 7-8 vai trò, là vì thưa thầy cô ở đây chúng ta chỉ nêu được một số vai trò thôi, thưa thầy cô, như vậy chứ đâu có yêu cầu là bao nhiêu đâu thầy cô. Mà nếu chúng ta chốt theo cái cứng như vậy thì thưa thầy cô là nó sẽ tạo cái sự không vui cho những em, kể cả những em học giỏi hơn hay những em học kém hơn, và những cái em mà bằng với thầy cô có thể nó lại không nhiều. Vì vậy cho nên là thầy cô hết sức cân nhắc trong cái chuyện chốt kiến thức, và thế giới không nói thầy cô là không được chốt là vì tùy thuộc, còn thế giới khuyến khích đối với những cái nơi mà có điều kiện dạy học theo hình thức dạy học tích cực, học sinh có điều kiện để tiếp cận với những cái phương pháp dạy học mới và học sinh khá năng động, thì thầy giới khuyên thầy cô là chúng ta hãy bằng cách đó là thầy cô chỉ việc nhận xét trong mọi cái hoạt động học tập, thầy cô đính chính bằng cách là những cái chỗ nào các em nói chưa đúng chúng ta đính chính lại cho nó chính xác, chỗ nào thầy cô cảm thấy nó chưa đầy đủ thầy cô có thể bổ sung, và như vậy thông qua cái việc nhận xét đánh giá như thế thì các em học sinh sẽ tự biết rằng là mình phải bổ sung thêm cái phần nào vào trong cái phiếu học tập của cái vở của mình, mà không cần phải chốt dưới dạng và đọc lại thêm đi nữa. Và đấy là ý kiến của thầy giới trao đổi về cái phần chốt kiến thức của thầy cô. Nếu mà thầy cô cảm thấy còn lăn tăn thì cô trao đổi thầy cô nhé. Bởi vì đây là cái câu chuyện mà chúng ta đang thay đổi, cho nên cũng không thể nói một sớm một chiều mà chúng ta có thể thống nhuận được. Cảm ơn thầy giới, thầy cô lắng nghe thì thầy cứ nói rất là rõ rồi. Thầy cô có ý kiến về vấn đề này, thầy cô hỏi. Thầy cô ở trường trung học Phú Châu, thầy cô đang học ở phòng giáo dục và đào tạo huyện Thuận Bắc ạ. Thầy cho em hỏi chút, học sinh ở vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận internet thì năng lực tìm hiểu công nghệ thông tin này dạy như thế nào ạ? Dạ vâng ạ. Thì thưa thầy cô, là đây là một câu hỏi rất là chi tiết, đâu thầy cô rất là cụ thể. Đúng rồi ạ, thì thưa thầy cô, đúng là chúng ta phải vận dụng rồi, cho nên thầy giới mới nói là cái sách này là viết cho đa số vùng miền thôi. Còn trường hợp thầy hỏi cô là rất là cá biệt, đúng không thầy cô? Đúng là có những cái vùng không có thật thầy cô ạ. Có thầy bảo bây giờ làm gì có chỗ nào internet, đúng không, điện thoại là cũng mạng, nhưng mà thầy cô nói thế thôi, nhưng thầy giới cũng bị những cái vùng khó khăn. Thì thưa thầy cô, là quan trọng nhất là chúng ta vận dụng được kiến thức để giải quyết bài toán thực tiễn, đúng không thầy cô? Thế thì về thì chúng ta không cần phải là đối với những cái vùng đó thì chúng ta không cần phải sử dụng internet nữa, mà chúng ta cho học sinh có thể khám phá ngay thực tế của game. Thưa thầy cô là như vậy. Thế thì khám phá thực tế thì có tự học không thầy cô? Cũng là tự học chứ. Kia là tự học với internet thì đây tự học với đời sống. Có cái gì đâu thầy cô, đúng không ạ? Khám phá ở trong thực tiễn, về nhà hỏi bố mẹ, hỏi người thân để biết thêm về cái lĩnh vực gì đó, cũng như rõ ràng là trồng trọt, mà hiểu biết thêm về cái sử dụng phân bón hoặc như nào là các em không cần thiết phải biết.
đúng không thầy cô? Chú thắc mắc ví dạy, nhưng chú em có thể biết thêm bằng cách là phải hỏi bố hỏi mẹ, hỏi bác hàng xóm đó nào về những cái lĩnh vực liên quan như thế, tùy thuộc vào thầy cô thấy cái chỗ nào và phù hợp với học sinh, yêu cầu để học sinh tìm hiểu. Thì cái này là như thầy đấy nói là chúng ta phải vận dụng vào thực tiễn học sinh và thực tiễn nhà trường của chúng ta để thấy cái nhiệm vụ phù hợp với học sinh. Còn cái chuyện mà khắc phục internet thì như thầy đấy vừa nói, chúng ta có thể thay internet bằng là quan sát thực tế cái hoạt động sản xuất ở gia đình, ở địa phương, hoặc là hỏi người thân, hỏi hàng xóm nữa là thưa thầy cô là như vậy. Trong câu hỏi thì chúng ta đã thấy rằng là ngoài cái sự tích internet thì có thể vào chúng ta sách báo này, tôi chỉ cần chọn cho nên là sách báo thì cũng có thể có, cuộc sống ra cũng có thể có, và thì chúng ta cũng có thể có trực tiếp mà biết là cái nào yêu cầu được cái năng lực, phát huy được cái năng lực tự học là được thầy cô. Và trong câu hỏi là rất là mở, ngoài cái internet sách báo thì chấm 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 có nghĩa là thầy cô có thể dạy cho em hỏi mẹ rồi học qua học qua những cái thực tiễn chung với nhà em. Vâng, câu hỏi thì có thể cô chưa đúng đạn. Cảm ơn thầy cô, thầy cái lần đầu nhiệt tình rất là tốt, thầy cho em hỏi khi soạn kế hoạch bài giảng mình lấy trong yêu cầu cần đạt, còn phần mục tiêu trong bài học trong sách giáo khoa chỉ tham khảo thôi phải không ạ? Dạ vâng ạ, câu hỏi của thầy cô rất là chính xác rồi đấy ạ. Thưa thầy cô, là thầy cũng xin nhắc lại là yêu cầu cần đạt trong chương trình mới là pháp lệnh. Và các tác giả sách giáo khoa thì đã giúp thầy cô là chuyển tải cái yêu cầu cần đạt đó từ cái chương trình ấy sang những cái mục tiêu ở trong sách giáo khoa, thì thầy cô có thể sử dụng nó như là một cái tài liệu tham khảo, và thầy cô cũng nếu mà thầy cô sử dụng nó như là một cái phần chính của thầy cô thì cũng được, thầy cô cũng yên tâm là vì cái này đã được kiểm duyệt, đã được bộ hội đồng thẩm định thông qua rồi, cho nên về mặt bám sát thì chắc là cũng tương đối bám sát. Chỉ có điều thế này, nếu mà thầy cô có điều chỉnh lại, thể hiện lại cái cách thể hiện cho nó gần gũi hơn với học sinh của thầy cô thì thầy cô có thể thể hiện lại. Thế còn nếu mà thầy cô mà lấy bê nguyên trong chương trình ấy thì tức là chúng ta chỉ căn cứ vào chương trình thì chúng ta làm cái gốc thôi thầy cô, còn nếu thầy cô bê nguyên ấy thì có thể nó sẽ không gần gũi với học sinh. Mà thưa thầy cô là như vậy, vì chương trình là phải biết những cái gì nó khái quát nhất và nó tổng hợp cho cả nước, và nó mặc tính mở để rồi đến mỗi một địa phương thì chúng ta sẽ chi tiết hóa nó. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta đọc, học sinh đọc lên cái yêu cầu đó, có thể các em sẽ không soi được cái bóng dáng cái hoạt động thực tiễn của các em trong cái yêu cầu vận động của cái chương trình. Thì rất mong là thầy cô có thể cụ thể hóa cái chương trình thành những cái cụ thể hơn để khi đọc, học sinh đọc lên các em cảm thấy quen thuộc. Thế còn đúng về ý tưởng thì đúng là như thầy cô hỏi, tức là yêu cầu vận động mới là cái gốc. Dạ vâng, rất là tốt ạ. Và đây cũng là một cái kỹ thuật dạy học mà được áp dụng khá phổ biến. Và dạ vâng ạ, về cái link thì thưa thầy cô là thầy cô cứ lên cái trang tập huấn là có. Thế còn buổi chiều ngày hôm nay, trong cái nội dung tập huấn thì buổi chiều ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được xem một cái bài dạy, một cái video bài dạy đối ngoại. Bởi vì cho nên là thầy cô vừa gọi thì yên tâm là chiều chúng ta sẽ được chiếu để xem thầy cô nhé. Và rất nhiều các thầy cô cho rằng là để nghe thầy phân tích hướng dẫn cho em nhiều hơn về cái sử dụng cách sử dụng sách và mở rộng kiến thức để biết về những tổ chức tiếp theo hiệu quả. Dạ vâng, cảm ơn thầy cô. Tôi có thể gọi bốn chứng chuyên ngay bây giờ được không? Nhân viên lễ tân vũ trang đường đó, đường 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 chỉ rất là chính xác đấy ạ. Và như vậy coi là các thầy cô cũng đã từng làm cái việc này rồi đúng không? Nên là thưa thầy cô là thầy cô có kinh nghiệm, thầy cô chia sẻ đi, thầy cô chia sẻ như vừa rồi đấy, rất là quý. Mỗi một câu hỏi thì ngoài cái phần trao đổi của thầy giới và cô Hương thì
các thầy cô có kinh nghiệm thực tiễn, các thầy cô có thể trao đổi. Vì thầy giới phải nói một cái câu thật là thế này, về mặt tư tưởng thì có thể là thầy giới có cái tư tưởng hơn các thầy cô một chút là vì có cái điều kiện tiếp cận. Tuy nhiên là về thực tế thì thầy giới luôn luôn nhận là thầy giới thì không thể sánh với thầy cô được, là vì thầy giới thực sự là chưa từng dạy một ngày lớp 7 nào cả. Vì thế cho nên nếu nói về tổ chức một tiết dạy ở lớp 7 thì rõ ràng mình là lính Nguyễn Văn của thầy cô. Ở đây thầy cô nào có mới thực tế một năm vài năm, có những thầy cô cả chục năm, thầy cô vài năm. Chính vì thế cho nên là cái kinh nghiệm là cũng không thể bằng được. Vì thế cho nên là rất mong là những thầy cô mà đã từng dạy chúng ta có những cái kinh nghiệm trong cái việc khắc phục những cái vấn đề gặp phải mà các thầy cô hỏi sau khi thầy giới trao đổi, thì rất mong các thầy cô có kinh nghiệm, thầy cô chia sẻ. Quan niệm của thầy giới là khi mà mình có cái kinh nghiệm hay, mình mà chia sẻ được càng nhiều thì cái giá trị của cái kinh nghiệm ấy nó sẽ càng lan tỏa, nên thầy cô cố gắng là cứ chia sẻ càng nhiều càng tốt ạ. Vừa là tốt cho mình cũng là tốt cho đồng nghiệp của mình nữa, rồi cuối cùng là tốt cho môn công nghệ và tốt cho môn công nghệ tức là quay trở lại tốt cho bản thân chính chúng ta thì không. Và thưa thầy cô là về đấy, như thầy giới có nói với thầy cô thì cái hộp chức năng vận dụng là giải quyết bài toán thực tiễn. Vì thế cho nên là tùy thuộc vào cái thực tế dạy học, tiết học, và thầy cô có thể cho các con về nhà làm bài, sau đó thì trả bài bằng các hình thức khác nhau, như ở trong sách có gợi ý với thầy cô là có thể nộp lại bằng cách tranh ảnh, hoặc là nộp gửi qua email, hoặc là gửi lại cho thầy cô cái buổi học tiếp theo, vân vân. Thế thì cái này là tùy thuộc vào cái thầy cô vận dụng vào cái tình hình thực tiễn. Thế còn đối với cái hộp kết nối nghề nghiệp và kết nối nghề nghiệp thì thầy cô có thể cho học sinh thực hiện ngay tại lớp đối với những cái hộp mà nó có liên quan đến tức là có thể trả lời ngay được thông qua cái bài học đó. Thế còn có những cái mà có những cái hộp mà yêu cầu là phải tìm hiểu thì phải về nhà tìm hiểu thêm thì chắc chắn là không thể trả lời ngay được, hoặc là nếu thầy cô có thể yêu cầu học sinh trước cái buổi học thì mới có thể trả lời ngay được. Thế còn những cái vấn đề liên quan đến mà vận dụng liên hệ kiến thức thực liên hệ bản thân với nghề nghiệp thì thầy cô nên yêu cầu học sinh làm luôn tại lớp. Nếu yêu cầu thì làm luôn tại lớp, thưa thầy cô là như vậy. Thì nếu mà về nhà thì sau đó thì có thể ra về nhà các em tiếp tục, nhưng mà có một cái phần nào đó xem như là cái phần demo, cái phần khởi động để các thầy cô có thể hướng dẫn các em trên tại lớp đó. Thế còn cái phần kết nối nghề nghiệp và kết nối năng lực thì ở đây nó cũng tùy thuộc, và đối với những cái học sinh, những cái trường mà cho học sinh mang điện thoại đến trường hạn thì thầy cô có thể tổ chức các em làm ngay tại lớp. Nếu như chúng ta có internet và cho phép mang điện thoại mà các em học sinh đều có, hoặc là nhà trường có trang bị máy tính bảng, một số trường ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là có làm được cái việc đó. Thế còn trong trường hợp mà lại trường lại không yêu cầu, không cho học sinh mang đến, thì rõ ràng là cái việc này là làm ở lớp là bất khả thi rồi, đúng không thầy cô? Thì chúng ta buộc phải để các em về nhà làm thôi, đúng không ạ? Và cái việc mà thưa thầy cô là cái việc mà cái kênh mà kết nối năng lực ấy, thì thưa thầy cô đấy, thưa thầy giới nói cái việc kiểm tra lại thầy cô ấy thì cũng không nhất thiết là thầy cô phải kiểm tra 100% học sinh đâu. Chúng ta có thể kiểm tra một vài em mang tính là chúng ta định hướng ở trong đầu thôi, là như thế này. Ở đây là phát triển năng lực, và như thầy giới nói cái năng lực mà được phát triển này ấy, thì nó không quy định cứng ở trong yêu cầu đạt là bao nhiêu, cho nên là ở đây chúng ta định hướng đến từng đối tượng học sinh. Mỗi học sinh sẽ có cái sở trường năng lực riêng về một cái vấn đề nào đó, thì cô không thể dùng một cái thước chung để chúng ta đo được, miễn là chúng ta có một cái biện pháp để giúp em, hỗ trợ em trong vấn đề phát triển năng lực thôi. Thế còn mỗi một em sẽ có một cái cách riêng và phát triển ở cái mức độ nào đó thì không nhất thiết phải kiểm tra lại xem các em đã làm được hay chưa. Chính vì thế cho nên ở đây là một cái hình thức gợi ý các thầy cô tổ chức những cái dạy học hoặc tính gợi ý, để thông qua cái hoạt động gợi ý đó thì học sinh sẽ có cái cơ hội để phát triển cái năng lực của bản thân thôi. Để thưa quý thầy cô là như vậy, cho nên là chúng ta không lo lắng về cái chuyện là kiểm tra đánh giá cái hộp kết nối năng lực và cái hộp kết nối nghề nghiệp, cả hai cái đấy thì chúng ta đều cũng có đặt cái chuyện kiểm tra đánh giá. Vậy là nó có thể bay ba mét đầu mà không bị vỡ. Thứ 10, đi leo núi.
Vâng, đấy như thế là mình nói trong trường hợp mà thầy cô cảm thấy học sinh không thể đâu ạ, thì chắc là giáo viên phải giúp thôi, đúng không ạ? Trong trường hợp đấy thì bất khả kháng rồi, nhưng mà thầy ấy vẫn mong là thế này, không được tất cả chỉ được một phần. Còn nếu mà chúng ta tổ chức đại học học sinh không là được cái gì thì rõ ràng là chúng ta vẫn đang dậm chân tại chỗ, thầy cô cũng không dám thay mình tới thầy cô, nhưng mà như vậy là chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, chúng ta chưa thấy được cái sự tiến bộ của bản thân chúng ta. Mà dạy học phát triển bản thân năng lực đó là quan tâm đến sự tiến bộ của mỗi một cá nhân so với mỗi người, và bản thân các thầy cô là người đứng ra tổ chức hoạt động phát triển bản thân năng lực thì bản thân ta cũng phải thể hiện cái sự phát triển bản thân năng lực, đúng không ạ? Ở đây phát triển bản thân năng lực chúng ta đó là cái năng lực trong vấn đề tổ chức đại học. Thì làm thế nào mà cái bài đầu tiên thì có thể là chỉ có một em hay là hai em có khả năng hình thành những kiến thức, tự hình thành những kiến thức, thì đến cái buổi sau số lượng nó phải tăng lên 3-4, buổi sau nữa nó tăng lên 5-6, thì như thế thì chúng ta phải có cái cách để làm thế nào mà số lượng các em học sinh có thể tự chứng minh được kiến thức ngày càng nhiều lên. Thế rồi cái lượng kiến thức mà được chứng minh cũng phải ngày được nhiều lên. Ban đầu thì có thể nó khó khăn, thì chúng ta làm số lượng cái kiến thức mà để kèm chứng minh nó ít, sau đó chúng ta dần dần tùy vào tình tiễn chúng ta sẽ nâng dần lên. Và thầy giới xin thưa là nếu chúng ta không bắt đầu từ hồi chúng ta đến đích, cho nên thầy giới khuyên các thầy cô là chúng ta cũng phải bắt đầu, dù nó khó khăn, dù nó hiệu quả nó chưa bằng được so với đồng nghiệp mình ở những cái nơi khác thuận lợi hơn, thì chúng ta vẫn cũng phải bắt đầu bằng cái bước đi từ từ và vững chắc. Thầy giới tin là đến một cái ngày không xa các thầy cô sẽ có được những cái tiết học mong muốn như thầy cô muốn. Mà thưa thầy cô, là về hình thức kiểm tra đánh giá thì cái này sau này chúng ta sẽ thưa thầy cô là ta được vấn rồi đúng không ạ? Không biết là tính thầy cô về nhà đã thẩm vấn lại chưa? Đối với trung học cơ sở thì đã thẩm vấn từ tháng 5 rồi, và thầy thấy có đi thẩm vấn cho các thầy cô là cán bộ và giáo viên cốt cán, cũng không đi được hết, chỉ đi được 5% số địa phương của cả nước thôi. Thế thì các thầy cô cũng đã có được cái gợi ý về kiểm tra đánh giá rồi, thì thưa thầy cô là cái việc kiểm tra đánh giá là hoàn toàn quyền của thầy cô, và đánh giá như thế nào là do các thầy cô tự quyết định, thảo luận và thống nhất trong tổ chức của mỗi bộ. Nhưng mà có một cái ý mà xưa nay chỗ này thầy cũng xin phép nói là vì thầy đấy cảm nhận được là xưa nay là chúng ta hay có một cái suy nghĩ đó là chúng ta cứ lo học sinh biết trước được là chúng ta sẽ kiểm tra đánh giá vào cái chỗ nào. Thì thưa quý thầy cô là cái điều này đối với giáo phát triển bản thân năng lực thì chúng ta lại phải cần cho học sinh biết trước cái việc đó. Chỉ có điều là cái chuyện mà chúng ta cho biết ấy, thì không phải là biết vào cái ô nào, mà phải biết là kiểm tra đánh giá cái gì. Và cái mà chúng ta định hướng đấy thì nó phải phù hợp với cái vấn đề. Thế thì thưa thầy cô là nếu học sinh cứ tập trung vào cái chỗ đó mà em mới đạt được yêu cầu đạt, thế là đảm bảo được thầy cô, đúng không ạ? Và bằng cái cách khéo léo của thầy cô thì bên cạnh cái việc đạt yêu cầu đạt về kiến thức kỹ năng thì các thầy cô cũng giúp em hình thành phát triển phẩm chất và năng lực nữa, thì nó là hiệu quả. Quay trở lại cái bài dự án thì thông thường thiết kế bài dự án thì bao giờ có cái phần đầu tiên đó là phần nhiệm vụ của dự án. Và khi mà có nhiệm vụ dự án thì trong cái tập nhiệm vụ đó chúng ta sẽ có luôn cái phần mà rất là có những ý tưởng luôn trong phần đánh giá rồi, của thầy cô là đánh giá cái gì rồi. Sau phần nhiệm vụ thì chúng ta sẽ đến cái phần chuẩn bị cho dự án, căn cứ vào nhiệm vụ thì sẽ chuẩn bị giao nhiệm vụ, chuẩn bị là gồm có chuẩn bị nguyên vật liệu và giao nhiệm vụ cho từng thành viên. Đến bước thứ ba là chúng ta thực hiện dự án,
Bước thứ tư là chúng ta có cái báo cáo và đánh giá kết quả. Thế thì đánh giá cái gì thì các thầy cô đưa luôn vào trong cái phần thứ tư ở trong cái phần kế hoạch bài dạy ấy, và tuyên bố cho tất cả các em học sinh, các em biết để các em trong quá trình làm để các em trình bày lại những cái thứ mà chúng ta sẽ đánh giá. Thế thì đánh giá cái gì là thuộc quyền các thầy cô quyết định, nó được thể hiện ở trong cái kế hoạch bài dạy ở cái mục gọi là tổng kết và đánh giá, hay là có thể gọi là báo cáo sản phẩm và đánh giá. Đối với STEM thì thường cũng cần báo cáo sản phẩm, sau đó chúng ta đánh giá thì chúng ta được ghi ở trong đó. Và cái quan trọng thầy muốn nói đó là chúng ta nên thông tin với học sinh tất cả những cái thứ đó một cách thật là minh bạch trước khi các em thực hiện dự án, để các em có cái định hướng, là vì đó cũng là một trong những nhiệm vụ mà giáo viên phải định hướng cho các em học sinh. Thì cái vấn đề mà chúng ta đưa ra những cái nội dung đánh giá cuối dự án cũng chính là cái phần chúng ta định hướng để học sinh thực hiện dự án cho nó đúng định hướng hơn. Mà là theo số lượng ngành lớp do 1.600 sinh viên trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là hai chục năm sau năm 1980 chương trình giáo án nghề báo cáo thầy cô. Trước hết là ở đây có hai ý đúng không ạ? Ý thứ nhất là về phân phối chương trình, thì thưa thầy cô là cái này cũng có một cái thiếu sót, và bình thường thì thế giới cũng đã có làm cái phân phối chương trình rồi, nhưng mà không biết tại sao lại riêng cái sách lớp 7 này lại bị sót, không đưa vào được. Thế thì thưa quý thầy cô, thế này nói về phân phối chương trình thì thế giới khẳng định lại là không có phân phối chương trình, và cái mà thầy giới vừa nói chỉ là cái gợi ý thôi. Thì thưa quý thầy cô là theo cái quy định của bộ và từ cái thông tư 58 sửa đổi thì đã được quy định là bây giờ chúng ta chỉ quy định cho một lớp là bao nhiêu tiết, ví dụ lớp 7 là 35 tiết, còn thực hiện bao nhiêu tiết ở mỗi bài là tùy từng thầy cô, và có như vậy thì dạy học mới hiệu quả được. Thầy cô thì giới lấy ví dụ thế này, thì thầy cô sẽ thấy được cái điểm mà bộ đang làm là hợp lý. Thì giới lấy ví dụ là một cái bài dạy về thủy sản, thì rõ ràng là một thầy cô mà dạy cái lớp của mình lại ở trên vùng cao, thì khi dạy bài thủy sản chắc chắn học sinh sẽ không thân thuộc, không có trình độ quen thuộc. Các kinh nghiệm của học sinh về thủy sản chắc chắn sẽ còn rất ít, cho nên chúng ta phải cần nhiều thời gian để chúng ta chuẩn bị cho các em học sinh, thì các em học sinh mới tiếp cận được, mới hoàn thành được cái yêu cầu cần đạt của bạn. Vì thế cái số tiết có thể cần nhiều, nhưng cũng cái bài đó mà những thầy cô ở cái nơi mà thuận lợi cho cái việc dạy thủy sản, hàng ngày các em được tiếp cận với các hoạt động thủy sản rồi, thì rõ ràng cái thời lượng của chúng ta cần cho cái việc dạy cái bài thủy sản đó nó sẽ ít hơn, đúng thầy cô? Và ngược lại, đối với cái bài mà liên quan đến lập nghiệp thì những cái vùng mà có rừng rõ ràng là thầy cô sẽ tổ chức dạy học thuận lợi hơn và cần ít thời lượng hơn. Chính vì thế cho nên bộ đã đưa ra quyết định là cụ thể cho mỗi tiết học là quyền quyết định thầy cô. Chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch của môn, rồi chúng ta gửi lên nhà trường xây dựng kế hoạch, nhà trường gửi lên phòng phê duyệt và quyết định chúng ta thực hiện. Về gợi ý thì thầy giáo xin gợi ý với quý thầy cô, cụ thể các bài ở đây thì thầy giáo cũng cầm như thế này, nhưng mà được ý thế này, tức là cái đối với cái chương trồng trọt thì thầy cô có thể phân trồng trọt và phân lớp nghiệp, thì thầy cô có thể dạy trong vòng 17 tiết, trong đó 15 tiết dạy 2 tiết kiểm tra đánh giá, 10 tiết có thể dành cho cái phần trồng trọt, và 5 tiết có thể dành cho cái phần lâm nghiệp, hoặc có thể dành cái phần trồng trọt là 11 tiết, phần lâm nghiệp là 4 tiết, mỗi bài 2 tiết, còn cái phần trồng trọt thì là 11 tiết, thì các thầy cô có thể dành cho mỗi bài trung bình là mỗi bài 2 tiết. Sau đó thì có một bài là những bài nhân giống, thì nó bài giới thiệu với trồng trọt thì các thầy cô có thể dạy đó trong 2 tiết, bài làm đất thì ngắn hơn có thể dạy trong 1 tiết, bài gieo trồng chăm sóc thì trong 2 tiết, thu hoạch sản phẩm thì trong 2 tiết, nhân giống vừa chạy 2 tiết, dự án có thể là 2 tiết. Nhưng mà như thầy giới vừa đi thì thầy cũng có thể lấy thời lượng của cái bài làm đất, lấy thời lượng của bài gieo trồng chăm sóc, lấy thời lượng của bài thu hoạch, bỏ đi mỗi bài 1 tiết chẳng hạn, chúng ta dồn vào cái bài dự án, chúng ta dạy những cái nội dung lồng ghép cũng được. Đấy là cái cách. Tương tự như vậy thì ở phần chất của thủy sản thì cũng có, nó sẽ là 18 tiết, 16 tiết thực dạy, thì thầy cũng có thể phân phối là 11 năm, 11 năm hoặc là 16, và tùy vào cái vùng miền thầy cũng có thể phân phối. Báo cáo thầy cô là như vậy, để thầy cô có thể có cái gọi là cái định hướng tương đối. Đến cái nội dung thứ hai mà thầy cô hỏi đó là liên quan đến cái giáo án bộ, thì thầy cô thế giới lại khẳng định lại là không có một cái giáo án nào là giáo án bộ. Thầy cô như thầy cô vừa trao đổi từ sáng thì chúng ta cũng thấy thầy cô nói rằng là lên giáo án phương án đại học thầy cô bảo là chiếu phim minh họa cho học sinh xem, hoặc là chiếu một hình ảnh nào đó, nhưng mà rất nhiều thầy cô nói rằng ở trường em là không có tivi, không có máy chiếu,
thì chiếu bằng cách nào thầy cô? Thì cái giáo án của thầy cô mới là mẫu, tức là ai mà thiêu thì phá sản rồi thầy cô. Cho nên ở đây chỉ là giáo án minh họa, và nó chỉ phù hợp vào thực tiễn của cái nơi thầy cô tổ chức dạy học cái giáo án đó thôi. Còn khi về trường mình thì mỗi một trường nó có cái điều kiện khác nhau. Nhân tiện lúc này thì thầy nói luôn, đó là từng sáng thì chúng ta nói là chúng ta phải căn cứ vào thực tiễn học sinh, thực tiễn của nhà trường, thực tiễn của địa phương, chúng ta lựa chọn được phương án này không? Nhưng thế giới thì xin nói thêm một ý mà có lẽ không sách nào nói, đó là ta phải căn cứ vào thực tiễn của bản thân thầy cô. Thưa thầy cô, là mỗi người có một cái năng khiếu khác nhau, chúng ta nên phát huy cái thế mạnh của chúng ta. Chúng ta thấy có một người tổ chức một cái buổi rất là hay, chúng ta rất là thích, nhưng mà không phải thế mạnh của chúng ta về nhà chúng ta bắt chúng ta tổ chức là thất bại cái này. Thế giới ví dụ có một người hát rất hay, người ta bắt đầu bằng một vài câu hát để gây ấn tượng với các học sinh và cũng truyền tải một cái thông điệp đó. Thầy cô về nhà thầy cô cũng bắt trước như thế, nhưng thầy cô cất lên hát thì học sinh nó nghe nó cảm thấy cũng thông điệp đúng quy định cả. Thì thầy cô ví dụ như thế chẳng có thể thấy là trước đâu, thì thầy cô thấy không, không thể bắt trước đâu. Hay là một số thầy cô cũng năng khiếu về cái vấn đề là tổ chức cho các em học sinh để diễn kịch chẳng hạn. Thưa thầy cô, diễn kịch cũng là một hoạt động khởi động rất là hay. Thế thì mỗi một bài lại có một cái phân đoạn kịch nhỏ, thì các thầy cô phải có cách để can thiệp cho các em, tức là phải đạo diễn cho các em. Có thể các em biết kịch bản hoặc thầy cô hỗ trợ kịch bản, và quan trọng nhất là các em phải đạo diễn thì các em mới hoàn thành được cái vở kịch, cái mục tiêu của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không có năng khiếu, chúng ta không tốt, thì có thể cả cái vở diễn đấy xong rồi học sinh chẳng biết là cái mục đích là truyền đạt cái thông điệp gì cả. Đấy thì thưa thầy cô, là chúng ta còn phải căn cứ thêm cái sở trường của chúng ta nữa, chúng ta lựa chọn cái phương án dạy học sao cho phù hợp nhất. Và thầy giới xin nhấn mạnh lại cái đích cuối cùng, đó là hiệu quả của tiết dạy, và thầy cô làm thế nào mà hiệu quả nhất trong điều kiện thầy cô có, đó là thành công. Và xin mời các câu hỏi tiếp theo. Cho em hỏi rõ thêm là có bắt buộc học sinh khi đi vào vòng thi cử dụng phải không? Thưa thầy cô, vì em thấy các kế hoạch dạy học theo công văn 552 ở phần tổ chức thực hiện hay có phần ứng dụng bài học, thầy có thể gợi mở phần về vấn đề được không? Thưa thầy cô, là thế này, tức là bây giờ chúng ta phải dựng một cái sản phẩm học tập và ta thiết kế ở trong cái giáo án, các bạn đã gọi tắt là cái giáo án. Thế thì nếu mà trong cái giáo án nói rằng là học sinh phải ghi được vào vở cái nội dung này, thế thì đương nhiên là sản phẩm học tập phải có cái đấy, thì chúng ta học sinh phải ghi được. Nhưng mà học sinh ghi được không có nghĩa là chúng ta đọc cho học sinh ghi, hay là ra chốt cho học sinh ghi. Thầy cô biết đâu trong quá trình giao nhiệm vụ thì thầy cô đã nói với học sinh là đọc quan sát hình ảnh ABCD và ghi vào vở cái nội dung nào đó, thì bản thân học sinh đã ghi được trước khi các thầy cô, trong quá trình học sinh làm nhiệm vụ của thầy cô. Vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta vẫn băn khoăn là chốt đọc cho học sinh ghi thì có cần hay không, thì đấy như thầy đã nói nó phải tùy thuộc. Sau đó thì thầy cô chỉ cần đính chính lại thì học sinh có thể chỉnh sửa lại những cái nội dung phù hợp như vậy, đúng thầy cô? Và ở lớp 7 thì thưa thầy cô, là bây giờ thế giới mới thấy là cái cuốn sách này nó thực sự là hiệu quả. Đó là bên cạnh cái cuốn sách học sinh, sách giáo viên, sách bài tập, thì có một cái cuốn gọi là cuốn vở thực hành mà chắc ở lớp 6 cũng có, các thầy cô cũng đang tiếp cận. Thì ở trong đó đã có những cái phần gợi ý, những cái chỗ để cho học sinh có thể hoàn thành cái nhiệm vụ học tập một cách thuận lợi. Và như vậy thì cũng nhàn được cho thầy cô trong cái vấn đề là chúng ta phải tổ chức cái việc là lo lắng cái chuyện học sinh có ghi được hay không. Vì cái vở bài tập này, cái vở thực hành này thì nó được thiết kế rõ ràng, có cả ý tưởng ở trong đó, cho nên là học sinh sẽ tự có thể biết được là mình phải ghi cái gì của nó rồi, và có cái lệnh ở trong đó chứ không phải cái tờ giấy trắng như trong cái vở bình thường nữa. Hỏi phải làm lại
Vâng. Thưa thầy cô, là nếu mà thầy hỏi cô, thầy cô hỏi câu này thì chắc là chúng ta lại phải học lại mấy cái module của ITEP. Và thực sáng thì thầy nói trao đổi chắc là có lẽ là đầu cầu của thầy cô nó bị trục trặc thế nào mà chúng ta không nghe được, đúng không ạ? Chúng ta không thấy được cái ưu việt của cái việc là chúng ta tự xây dựng kế hoạch. Bây giờ mà chúng ta mà nói rằng là bộ xây dựng kế hoạch thì chúng ta lại quay trở về cái thời kỳ đội đồng khối đá là thầy cô. Và xin thầy giới xin phép là sẽ không giải thích thêm cái câu này nữa, và vì đã giải thích rất là kỹ rồi ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Vâng, thầy giới xin được không giải thích lại câu này nữa vì đã giải thích khá kỹ rồi. Và giống như thầy giới nói lúc trước ấy, nếu mà ta lại cứ lặp đi lặp lại thì người nghe sẽ bị nhàm chán. Vâng ạ, xin mời các thầy cô còn những băn khoăn thắc mắc gì nữa thì mời các thầy cô tiếp tục tự đặt câu hỏi ạ. Hoặc là thầy cô trong quá trình dạy học có những kinh nghiệm gì hay thì thầy cô cũng chia sẻ lên trên nhóm để các thầy cô đồng nghiệp của chúng ta có thể tham khảo. Và chứ còn cái chuyện mà dập khuôn ấy, là còn ta gọi là bắt trước ấy, thì như thầy đã trình bày rồi, có thể là ở trường này thì phương án đấy là hay, nhưng mà về trường của ta thì chưa chắc là hay, nhưng mà ý tưởng của chúng ta có thể tham khảo được thầy cô. Vì vậy cho nên rất mong là thầy cô có phương án hay, có những cái ý kiến hay thì thầy cô chia sẻ để cho các trường, các đồng nghiệp của chúng ta có thể tham khảo họ. Thế rồi đúng không ạ? Còn không? Còn. Cảm ơn thầy, rất hay thầy trường lại tiếp ạ. Vâng. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn quý thầy cô. Thì về cơ bản là chắc là quý thầy cô cũng đã như vậy, là sau khi thầy giới và cô trình bày thì thầy cô cũng đã cảm thấy hài lòng phần nào, đúng không ạ? Tất nhiên là cũng còn những cái thứ mà có thể thầy cô vẫn lan tan, nhưng mà chưa nghĩ ra phải gọi như thế nào. Thì chúng ta xin phép được kết thúc buổi sáng ở đây. Buổi chiều thì xin gặp lại quý thầy cô vào lúc 1:30 ạ. Và xin chúc thầy cô có buổi trưa ngon miệng, và xin hẹn gặp lại quý thầy cô vào 1:30 ạ. Xin chào quý thầy.